Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì nhà mình ăn cơm rất là đơn giản ha, chỉ có hai món ha, món canh sườn non nấu với bí đao với lại sườn riêm nha các bạn. Đây mình có khoảng 2 thao sườn non ha, rồi mình chặt ra khúc, mình rửa sạch, mình ngâm với nước muối, mình xả lại nước sạch nha. Rồi mình để cho ráo, bây giờ mình sẽ nêm nếm nha. Cho vào trong đây là một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường cũng như là nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê nước mắm và một chút xíu nước màu, đồng thời cũng có tỏi băm nhuyễn và chút xíu tiêu cho thơm nha. Rồi bây giờ mình trộn đều gia vị lên, rồi sau đó mình để 30 phút để cho sườn nó thấm nha các bạn. Rồi sau 30 phút bây giờ sườn đã thấm, mình đem mình đi rêm nha. Chảo nóng mình cho chút xíu dầu ăn vô nha các bạn. Rồi bây giờ dầu nóng mình sẽ cho cái phần sườn mà mình đã ướp rồi vào trong đây, mình xào lên cho nó săn lại nha. Những miếng sườn này bây giờ nó đã săn lại rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào hơi xăm xắp ha, rồi sau đó mình rim với cái lửa liu riu đến khi miếng sườn nó mềm á thì cái nước thịt nó cũng rút cạn dần nha. Thì bên đây mình cũng đã bắt nồi nước lên để mình nấu canh ha. Bây giờ nước đã sôi lên rồi, mình sẽ cho cái phần sườn này nè. Phần sườn này hồi nãy mình có trụng sơ với nước sôi rồi đó. Bây giờ mình để vào trong cái nồi nước này để mà mình hầm cho nó mềm ra nha các bạn. Thì trong khi mình chờ cho cái phần sườn này nó mềm á thì bây giờ mình sẽ đi gọt bí đao và mình sắc hành ngò nha. Sau khi mình hầm sườn được 45 phút rồi thì bây giờ cái sườn nó đã mềm rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm nếm ha. Mình sẽ nêm vào trong đây là muối, đường và hạt nêm cũng như một chút xíu tiêu cho thơm nha. Nêm nếm còn tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha. Sườn rim sau khi mình rim được một hồi rồi thì các bạn thấy cái phần nước sườn nó rút cạn xuống rồi đó. Thì lúc này là cái sườn của mình nó đã mềm rồi ha. Thì mình đứng đây mình dùng đũa mình đảo liên tục nha. Đến khi mà các bạn thấy cái nước sườn nó sền sệt lại là được rồi ha. Mình rắc chút xíu tiêu vô cho nó thơm nha. Sườn sau khi mình đã hầm mềm rồi và mình đã nêm nếm rồi đó thì bây giờ mình sẽ cho cái phần bí đao vào mình nấu cho đến khi cái nồi canh của mình nó sôi trở lại ha. Khi nó sôi trở lại mình cho nó sôi vài dạo là mình tắt lửa là vừa nha. Cái phần bí đao của mình bây giờ nó vừa chín tới rồi, mình sẽ tắt lửa và mình cho cái phần hành ngò vào cho thơm nha các bạn. Rồi mình cũng rắc chút xíu tiêu cho thơm nha. Rồi bữa cơm chiều mình vừa mới nấu xong nha các bạn. Canh sườn non hầm bí đao cũng như là sườn non rim ha. Mời các bạn dùng bữa nha. Nếu thấy thích cái video này của mình thì cho mình thumbs sub ha. Like, share cũng như chia sẻ cho bạn bè và gia đình. Thank you for watching. Bye bye.